Những động vật này cần sự quan tâm. 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 Nếu chồng của tôi hát thì tôi múa. Đầu bếp cần những chiếc muỗng dài. Một cái giường tiện lợi. Cái ví. Trở thành một kiến trúc sư không đơn giản.
Nay chúng ta sẽ bước vào học phần thứ hai của chương trình học, đó là chương trình ôn luyện theo sách Starter TOEIC. Và trên màn hình mình có hình ảnh của sách Starter TOEIC. Không biết rằng tất cả các bạn đã trang bị cho mình quyển sách này chưa ạ? Mình rất là hy vọng mỗi người chúng ta nên trang bị cho mình một quyển sách để mình có thể vừa học trong sách, ghi chú và highlight những từ vựng luôn. Bất cứ khi nào chúng ta muốn học thì mình chỉ cần dở sách ra học là có đầy đủ hết các bạn ha. Và trong chương trình học theo sách Starter TOEIC này, trung tâm sẽ chia thành 3 phần. Phần đầu tiên đó là phần listening. Thì đối với phần listening này, các bạn dựa vào kiến thức mà mình đã giới thiệu về phương pháp nhận dạng từng bài nghe và phương pháp luyện nghe từng phần theo phần nghe trong bài thi TOEIC. Các bạn vận dụng kiến thức đó, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời 4 phần nghe trong sách Starter TOEIC. Và sau đó các bạn trả lời đáp án trên trang web của trung tâm để trung tâm điểm danh các bạn ha. Và sang phần thứ hai đó là phần ngữ pháp. Thì đối với phần ngữ pháp này, trong sách Starter TOEIC chúng ta có 12 bài tương ứng với 12 điểm ngữ pháp mà chúng ta đã được học trong học phần trước rồi. Thì cứ mỗi bài như vậy mình sẽ ôn lại một chút xíu về ngữ pháp của bài đó để giúp chúng ta làm bài tập và điền từ. Và phần cuối cùng là chúng ta sẽ sang phần reading. Thì ở phần reading này chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài, tìm hiểu từ mới, cấu trúc mới và sau đó sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi và tìm hiểu những cái cách mà để chúng ta làm bài reading thật là nhanh nhất. Hy vọng rằng các bạn sẽ có một khóa học thật là vui. Và bây giờ chúng ta bước vào bài đầu tiên của sách Starter TOEIC, bài số 1. Tiếp theo chúng ta sang phần thứ hai là phần ngữ pháp. Và ngữ pháp của ngày hôm nay chúng ta sẽ học phần auxiliary verbs, trợ động từ. Thì đối với trợ động từ chúng ta có 3 trợ động từ chính. Các bạn còn nhớ không ạ? Đó là động từ to be, to do và to have. Thì đây là 3 trợ động từ chính. Tuy nhiên nó vừa đóng vai trò là động từ chính trong câu, vừa đóng vai trò làm trợ động từ. Và khi nó làm trợ động từ thì nó luôn luôn được chia theo ngôi của chủ từ. Các bạn lưu ý ha, to be, to do và to have luôn luôn phải chia theo ngôi của chủ từ. Và sau trợ động từ đó luôn luôn là dạng nguyên mẫu, dạng gấp in hoặc là dạng thêm ed. Ngoài ra chúng ta còn có thêm những trợ động từ khác như là will, shall, must, should, ought to, vân vân. Thì những trợ động từ này chúng ta luôn luôn giữ ở dạng nguyên mẫu và không chia theo ngôi. Các bạn lưu ý ha, không chia theo ngôi đối với những trợ động từ như will, shall, must, should. Và sau đó luôn luôn là động từ nguyên mẫu. Động từ chính của nó luôn luôn phải là động từ nguyên mẫu. Rồi vậy thì mình vừa mới nhắc lại sơ qua về phần ngữ pháp trợ động từ. Bây giờ chúng ta cùng vận dụng kiến thức đó để làm bài tập các bạn ha. Các bạn lật sách Starter TOEIC trang 21, chúng ta cùng nhau làm bài tập. Phần đầu tiên, phần A, hãy chọn những từ hoặc cụm từ đúng nhất để hoàn thành câu. Câu số 1, anh ta có lẽ có được một công việc tốt. Vậy thì có lẽ có được, các bạn chọn đáp án nào các bạn ha. Mình vừa mới học xong trợ động từ. Thì đối với những trợ động từ chúng ta không chia theo ngôi, thì ở đây trợ động từ may không chia theo ngôi và sau đó là một verb nguyên mẫu. Vậy thì đáp án chính xác là câu D, may get. Câu thứ hai, if he had time, nếu như anh ta đã có thời gian. Thì khi mà đọc cái vế mình để if này, các bạn sẽ dễ dàng nhận biết đây là câu điều kiện. Câu điều kiện loại 3 các bạn ha. Đây là câu điều kiện loại 3. Vậy thì vế thứ hai của nó sẽ là he could have joined us. Đáp án chính xác là câu C. Câu thứ ba, he asked her. Các bạn thấy sau chỗ trống mình có từ you like. Đây là một cái công thức mời mọc để khi bất cứ khi nào các bạn thấy có chữ you like, các bạn luôn luôn chọn đáp án là câu C. Would you like some more coffee? Bạn có muốn thêm cái gì đó không? Đây là một công thức mời mọc và bên cạnh đó chúng ta học được thêm một cụm từ would like to, cụm verb nguyên mẫu hay mình gọi là verb không ha. Would like to, verb nguyên mẫu là muốn làm gì đó. Và nó bằng với lại would rather, tuy nhiên would rather thì sau đó mình cộng với verb nguyên mẫu luôn, không có to. Mình nhắc lại ha, would like to, cụm verb nguyên mẫu, bằng would rather, cụm verb nguyên mẫu, muốn làm gì. Câu thứ tư. Đây là một câu suy luận, các bạn lưu ý ha. Đứa trẻ này thì không thể nào đói được bởi vì nó vừa mới uống sữa mà. Câu suy luận không thể nào đói được bởi vì đã uống sữa rồi. Vậy thì không thể nào là đáp án câu. Câu A, cannot. Chúng ta qua phần B. Cũng tương tự như vậy, các bạn chọn từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu. Thì đây là một cái đoạn văn hơi ngắn. Mình sẽ đọc bài và các bạn dò mình ghi chú những điểm quan trọng trong bài ha.
important, please keep. Các bạn highlight cho mình cụm từ please keep. Please keep, xin hãy giữ cho cái gì đó. Và các bạn lưu ý mình có cái cụm từ là please. Khi mình yêu cầu nhờ vả ai đó một việc gì thì mình dùng please cộng với lại một verb nguyên mẫu. Các bạn lưu ý ha, sau chữ please luôn luôn là verb nguyên mẫu. Please keep this medicine. Các bạn highlight luôn cho mình chữ medicines là thuốc uống. Và mình có nguyên cụm từ học luôn cụm từ này là take medicines, uống thuốc. Take medicines, uống thuốc. Tiếp theo các bạn highlight luôn chữ refrigerated, làm lạnh. Động từ làm lạnh. Và nguyên cái câu please keep this medicine refrigerated là mình có nguyên cái công thức keep cộng object cộng với lại verb 3 hoặc là tính từ. Thì đây là một công thức mang nghĩa bị động, giữ cho cái gì được làm như thế nào các bạn ha. Nguyên câu này là giữ cho cái thuốc được làm lạnh. Các bạn nhớ mình có công thức bị động keep cộng object cộng verb 3 hoặc là tính từ. Rồi tiếp theo câu số 1, do not, xin đừng có bảo quản ở nhiệt độ trên 15 độ C. Bảo quản hoặc là trữ ở nhiệt độ trên 15 độ C, sau do not luôn luôn phải là một verb nguyên mẫu. Vậy thì các bạn chọn đáp án B hay D các bạn ha. Xin đừng bảo quản ở nhiệt độ trên 15 độ C. Bảo quản chúng ta còn chọn đáp án là câu B, store. Tiếp theo, keep out of the reach. Các bạn highlight luôn cho mình nguyên cụm từ keep out of the reach là giữ tránh xa tầm tay. Và mình có keep out of là động từ tránh xa cái gì đó. Và reach, mình có hai nghĩa, danh từ là tầm với và động từ là với tới. Keep out of the reach, giữ tránh xa tầm tay. Thì mình thường hay thấy cụm từ này trên những cái bao thuốc hoặc là những cái bao hướng dẫn sử dụng các bạn ha. Giữ tránh xa tầm tay của ai đó ha. Keep out of the reach of children and do not. Rồi chúng ta lại gặp lại chữ do not trước chỗ trống thì sau đó luôn luôn phải là một verb nguyên mẫu. Vậy thì verb nguyên mẫu đây chúng ta dễ dàng chọn được đáp án là câu B, give. Do not give to children under 6 years old. Giữ tránh xa tầm tay trẻ em và đừng đưa cho trẻ em dưới 6 tuổi. In case of, các bạn highlight luôn cho mình cụm từ in case of là phòng khi hoặc là trong trường hợp. Nó bằng với cụm từ in the event of. In the case of bằng in the event of, phòng khi hoặc trong trường hợp. Các bạn highlight luôn chữ overdose là danh từ quá liều. Overdose, quá liều. Take, mình học luôn được một cụm từ take somebody to somewhere các bạn ha. Take the patient to the emergency room. Take somebody to somewhere, đưa ai đi đâu đó hoặc là mang cái gì tới đâu các bạn ha. Rồi các bạn highlight luôn cho mình cụm từ emergency room là phòng cấp cứu. Emergency room, phòng cấp cứu. Và emergency là khẩn cấp. Các bạn tiếp theo các bạn highlight luôn ha. Chữ immediately là trạng từ ngay lập tức. Immediately, ngay lập tức. Tiếp theo consult, tư vấn hoặc là tham vấn. Consult, tư vấn, tham vấn. Consult your doctor if you have already taken other medication. Các bạn highlight luôn cho mình cụm từ là take medication. Thì cụm từ này nó đi chung với nhau, nó cũng bằng với lại cụm từ take medicines các bạn nha. Take medicines bằng take medication. Tiếp theo chúng ta sang phần C, điền từ vào chỗ trống với một từ thích hợp. Câu số 1, the government want to accelerate. Các bạn hãy